đã từng đi những tỉnh và thành phố khác nên mình biết. Rất là đông ở đây. Khách họ đi mua cây cảnh các bạn ơi. Đây. Hello, chào tất cả mọi người nhé. Tiếng này là ngày 24 âm rồi các bạn ơi. Hôm nay thì mình sẽ đi quay không khí chợ hoa xuân của thành phố Thái Bình ngày 24 âm các bạn ơi. Bây giờ đã là 4:30 rồi các bạn ơi. Không khí đi mua cây cảnh rất là tấp nập này. Đảo Mốc Sapa. Chợ hoa xuân của thành phố Thái Bình được tổ chức tại đền thờ Bắc Hồ các bạn nhé. Đây, người dân mua sắm tấp nập luôn này. Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng mà người dân Thái Bình thì cũng rất ăn chơi các bạn ơi. Chợ hoa xuân của thành phố Thái Bình năm nay thì cũng rất là rộng. Đây là những gian hàng bán đồ gỗ mỹ nghệ. Nhiều hoa đào. Trời hôm nay thì cũng khá đẹp mà đây không mưa. Khô ráo mà không mưa rất là đẹp. Đây là người dân tha hồ đi mua sắm các bạn nhé. Cây mai trắng, cây hoa đào này. Có thể nói chợ hoa xuân của thành phố Tây Bình là một trong những chợ hoa xuân rất là lớn và rộng các bạn ơi. Mình đã từng đi chợ hoa xuân của Phủ Lý, Hà Nam này, Nam Định này, Hưng Yên này. Thì mình thấy chợ xuân của thành phố Thái Bình rất là rộng các bạn nhé. Và rất là nhiều chủng loại các cây cảnh. Đây, người dân nô nức đi mua. Hoa lan, hoa
Bát Tràng không ạ? 500 cái bọn Thanh Hóa nó toàn bán lừa. Đẹp lắm không được cái khu lớn luôn. Đông như hội luôn các bạn ơi. Về nhà nó thơm phức mùi thơm từ bãi lên. Đây hoa đào bạt ngàn luôn. Hoa đào mốc, đào phai, đào tiến vua, đào sa ba bạt ngàn luôn các bạn ơi. Đây, xe còn đang xuống tiếp cây này. Đây, sức mua của thành phố Tây Bình rất là nhiều các bạn nhé. Người dân thì rất chịu chơi. Cái quất này thế rất là đẹp các bạn ạ. Có cúc mầm xôi này. Đây họ bán những đồ ăn vặt các bạn ơi, hạt dẻ mới lại xúc xích. Đây vườn lan. Hôm trước thì mình quay trong khu vực này thì cũng rất là ít gian hàng, hôm nay thì cũng rất là đông rồi các bạn ơi. Hôm nay thì họ xuống rất là nhiều cây nhé. Xà hàng áo xí lê giảm giá còn 60.000 đồng. Xà hàng. Hôm nay họ xuống nhiều cây hơn này. Từ quất cảnh đến mai vàng. Đây, người mua cứ nằm được luôn các bạn. Không gian ở đây thì rất là rộng các bạn nhé. Đây là những cây thuốc các bạn này, cây thuốc nam, hoa trà vàng này, trầm hương. Đây là nhà lan bảy liêu các bạn này, nhà vườn lan bảy liêu. Bây giờ thì mình mới đi được một nửa chợ đây các bạn nhé. Chợ rất là rộng. Có thể nói chợ hoa của thành phố Tây Bình là một trong những chợ hoa gọi lớn nhất miền Bắc các bạn này. Mình đã từng đi những tỉnh và thành phố khác nên mình biết. Mà rất là đẹp. Mà người dân Thái Bình thì rất là ăn chơi, nổi tiếng là ăn chơi các bạn ơi. Cứ Tết là phải chơi cây. Nếu có kinh tế cứ chơi.
Đây là hoa lan Naria, nhà vườn lan. Rất là đông ở đây. Đây họ bán hoa hồng này. Quýt thì ngập tràn luôn. Phía trong nhà vườn này họ còn bán cả bưởi diễn này, họ để phía trong các bạn này. Cây cam canh này, chanh cảnh này. Đây, rất là nhiều cam canh bạn này, họ để trong này. Đây có cả cây quất Nhật. Đây phía trong kia thì cũng rất là nhiều cây cam canh các bạn nhé. Nhà vườn này họ bán thập cẩm, rất là nhiều cây cảnh. Quay tới tí. Bưởi diễn này các bạn ơi. Đây người dân họ hỏi mua cây này. Những nhà vườn này thì mình thấy người dân Thái Bình rất là. Đây hoa mai này các bạn ơi. Quất cảnh thì bạt ngàn luôn các bạn nhé. Rất là đông du khách họ đi mua cây cảnh các bạn ơi. Đây. Cái quýt này các bạn ơi. Quýt ngọt này. Quýt ngọt và cây cam canh nhé. Đây nhà vườn này thì họ bán bưởi diễn này. Nhà vườn kia thì bán được khá nhiều các bạn ơi. Hôm trước thì rất là nhiều bưởi nhé. Đây nhà vườn này hôm trước mình thấy rất là nhiều bưởi này. Nhưng hôm nay thì họ bán đi rất là nhiều bưởi rồi. Nay đây.
bán hết cho khách rồi các bạn ơi. Buổi diễn Hưng Yên. Dưới này thì họ bán đảo Tiến Vua Sapa các bạn nhé. Rất nhiều hòn đảo các bạn ơi. Ông ơi, cháu đi. Rất là nhiều hòn đảo các bạn ơi. Đây, hòn đảo Phai này. Mình đi từ nãy giờ còn chưa hết các bạn ơi. Chợ hoa của thành phố Tây Bình rất là rộng nhé, mà rất là nhiều chủng loại các cây cảnh. Đây, phía dưới này rất là nhiều hoa đào này. Trời hơi tối nên mình quay video nó không được đẹp đâu các bạn ơi. Trời nó phải sáng và nắng lên thì quay video rất là đẹp. Mình đi nãy giờ còn chưa hết chợ hoa của thành phố Tây Bình các bạn nhé. Rất là rộng. Đấy, những cây nhất chi mai này. Chợ hoa xuân của thành phố Tây Bình các bạn ơi. Bên này thì họ bán những cành hoa đào rừng này các bạn. Bạt ngàn hoa đào luôn các bạn ơi.
chợ Hoa Xuân của thành phố Tây Bình rất là nhiều cây các bạn nhé, rất là nhiều cây cảnh chơi Tết, và sức mua của người dân Thái Bình thì cũng rất là mạnh. Bạt ngàn hoa đào đỏ rực các bạn ạ. Cuối này thì họ cũng bán hoa đào đấy các bạn ơi. Còn hoa đào trong những nhà vườn kia thì họ vẫn đang đánh ra các bạn nhé. Khách mà lấy thì họ mới đánh ra, còn không thì họ cứ để trong vườn.